Và ngay sau đây sẽ là phần xuất hiện của các bé đến từ trường mầm non Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ. Trường mầm non Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ xin kính chào quý vị đại biểu và toàn thể các bạn. Đến với hội thi hôm nay, chúng cháu muốn mang tới một thông điệp: hãy chấp hành đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bạn và mọi người. Qua tiểu vận áp bảo xuống phố với sự tham gia diễn xuất của các bạn Minh Đức, vai Bảo, Bảo Ngọc, vai Công An, Diệp Anh, vai Y Mây, Hồng Anh, vai Mẩy Thanh, Huy Phúc, vai Tả, Gia Linh, vai Mẹ, và cuối cùng là con Hà Chi, vai Mạnh Sao. Tiểu Phạm xin được phép bắt đầu. Alo. Đau
này, nó đâm vào bụi thành, chưa báo đâm đâu. Đúng rồi đó, tải xe lại, nó đâm phải mày. Chờ à, báo là tao, có đâm phải cả mày đâu, mà rồi đến thề. Cái mày có bị đau ở đâu không? Bụi thành bị đau cái chân đây này. Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Chúng cháu biết.
chúng cháu hứa ngày mai sẽ đến trường cùng các bạn ạ. À, anh em nhà báo biết cái sai rồi. Chị em nhà Mời Thanh cho anh em nhà báo xin lỗi nhé. Ngày mai chị em nhà Mời Thanh đi học, nhớ gọi anh em Mời sau buổi nhé. Được. Mai chị em nhà Mời Thanh sẽ gọi, nhớ dậy sớm đấy. Thôi muộn rồi, Hải bác và các cháu đi đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé. Vâng, chúng tôi nhớ rồi. Chúng cháu cảm ơn cô công an ạ. Nghe mẹ, nghe mẹ, nghe mẹ tôi nói, khi đi xe máy tạo hiểm đôi vào, ý thức nâng cao là không tai nạn. Đi đường các bạn nhớ luật giao thông, cùng với cộng đồng giao thông văn hóa, nhà nhà hạnh phúc, người người bình an, giao thông an toàn, nhớ ghi bạn nhé. Vững bước tới trường, đi đúng phần đường là cần nhất. Vâng, xin được vâng. Áp báo xuống phố đến đây là kết thúc. Xin kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu sức khỏe dồi dào, an toàn khi tham gia giao thông. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Vâng, xin được chúc mừng các bé trường mầm non Đại Sơn huyện Tứ Kỳ đã hoàn thành xong phần thi tài năng của mình.